trở lại với TV. Lâu lắm rồi anh em mình mới được ra đồng mọi người ạ. Mấy tại vì mưa lũ mấy đợt này mưa lũ kinh quá, anh em mình toàn phải ra đồi thôi. Hôm qua ra đồi á, bắt cá, anh em mình cũng bắt được một ít chim cút. Nói chung là khi mà khi mà đặt bẫy ở đấy thì anh em mình bắt được chim cút nhưng mà nó chết hết rồi. Thế nên là nó đang giết cổ ấy, kiểu, chết toi luôn. Kiểu nó không sống được ấy, thế nên là không cho các bạn xem được cái đoạn đấy. Hôm nay anh em mình có một món cực kỳ đặc biệt đấy. Không ngon lắm. Thôi. À đâu, đây là cơm nếp thôi, người ta phải đồ. Còn đây là cơm nếp. Đây là xôi đi. Cơm nếp đồ nấu. Nấu lên là cơm nếp, còn đổ lên mới là xôi. Mọi người có nghe rõ không? Tại vì ở đây lũ lụt suối nó lên, nước nó trôi hơi nước nó chảy hơi mạnh nên là mình đang phải gân cổ lên để nói. Tí nữa anh em mình sẽ có một trò chơi cực kỳ hay ở dưới suối kia nhá. Mọi người biết lướt ván không? Thích lướt ván không? Cứ đến tầm đấy. Này á, một lũ năm nay em mình ra đây trôi xuống. Đợi trong tí nữa khi mình hấp chim lên đã. Gọi là hôm nay sẽ là món chim không lối thoát đấy mọi người nhá. Như kiểu gà không lối thoát ấy. Hấp lên xong mình sẽ bọc xôi vào xong chiên cực kỳ ngon luôn. Rất là nhiều gia vị ngon, thế nên là mọi người cứ chờ đợi một chút nha. Nhưng mà làm món này phải tiêu luyện đấy. Ông nói là chim hở. Đấy. Món chim hấp này rất là, mình chỉ hấp qua để cho nó kia thôi nhá. Còn đâu là vẫn phải có thêm, vẫn phải có dầu chiên lửa nữa. Ôi vừa không? Dầu chiên lửa. À chiên bằng lửa. À chiên bằng dầu ấy. Còn chim này á? Cơm nó lên trong dưới nước dầu rồi. Ngon chưa? Hấp bia nhá. Ui, thế này cũng say chết đấy. Say gì? Em ngửi mùi, em đã thấy chân viên. Chấm lửa đây. Châm lửa. Đấy. Trong lúc đợi chim chín, tí nữa để bọc xôi anh em mình sẽ ra kia thiết kế một trò chơi cực kỳ đặc biệt. Nào. Nào. Thôi sẽ cầm gì đấy nhỉ? Cái nó ăn toàn nhớ. Ok. Đợi để đồ chim vào đây. Đi, anh em mình ra nghịch suối mới phê mọi người ạ. Chắc. Đây sẽ là trò chơi của anh em mình trong lúc đợi chim cút hấp nhá. Rồi, mình đã buộc một đầu dây từ đằng này. Đã lướt rồi, từ đằng bên vừa bên kia rồi. Mày thử trước hay tao thử trước? Mày thử trước. Đấy, đi. Mày ngồi lên đây nha. Ngồi lên đây nha. Ngồi lên, nha. Chạm không? Chạm không? Chạm tôi được không? Rồi, các bạn. Thank you.
tấm ván vào nước nước sóng ở đây rồi chị nhỉ. Ui, rất là thơm nhá. À, bây giờ mình đến phần quan trọng rồi đây. Quả này kéo thức ăn mình với thằng kia kéo chết đuối rồi. Phần này khá là đặc biệt, khá là quan trọng đấy. Để làm sao để nó thành được một ai, anh chỉ đẩy em được chuối không? Đẩy cho chơi là sướng mà mẹ nhưng mà em cũng chết đuối này. Ấy, bao đâu? Bao em vứt bố đi kia này con. Sao mày lại vứt bao mấy trăm nghìn của tao đấy? Trời ơi, nó chạy chơi đến tận Hà Nội gì? Đi lấy về đây nhé. Có cái gì này? Thế sao anh đẩy em? Đẩy cho chơi là sướng. Em vác được con phao đấy à? Hả? Không biết. Đi lấy phao về đây. Không biết. Tao không cần biết. Thế em cũng không cần biết. Thế ở chỗ nào? Tiết dưới hả? Nó chui chuối nó tiết dưới kia hả? Thôi tìm nữa lấy. Thế mắc, chắc nó mắc ở chỗ cống dưới rồi. Kệ nào, chắc không sao. Từ từ, đây. Mây đây nhá. Đặt cho mày xem món siêu kinh điển đấy. Đây. Cái này cắt từ gì nhỉ? Cái này à, đây. Nào, mày kéo ra. Kéo vào mâm. Kéo nước ra. Đấy, rồi, ok. Rồi. Ok. Ơi, đừng để nó dính. Ok. Rồi, nha. Đấy. Tao quên mất là
thế nào nhỉ? Cái đấy ở bên dưới mà. Không ăn nào nữa. Đúng quá. Đây, chúng đọc. Đấy. Làm sao đem nó ra. Đặt, đặt được con chim. Ủa, dính rồi. Không thể thoát được con chim này. Xa, anh thông minh rất là nhỉ. Nhá. Vô. Rồi, mày mày bắt chảo dầu trầu lên đi. Ok. Tao hoàn thành con chim rồi đã. Tay nữa. Nó hơi nhì nhằng một tí. Phỏ chân ra. Có chưa một con này anh ơi. Thêm nó sồi. Cho đi rắn. Gì nữa. Thiếu sồi mọi người ạ. À thiếu cơm nếp. Thế thì em ăn một con này no luôn. Có cả sôi cả đấy nhỉ. Ờ. Mang một con này đi xong rồi đi ra đồi một xuống. Mới lấy gói bột chiên xù đây. Bột chiên xù á? Ờ. Ok. Được có 6 con rồi, còn một con thừa. Chiên. Đâu cho ăn nó khác gia vị với nhau không? Tại vì mình thấy ở người ta làm gà không có khác với chuyện. Đã luộc chín rồi lại cho một bọc sôi rán làm gì, không biết là ngon hơn đâu. Bây giờ anh em mình sẽ thử xem thế nào. À, có bột ra đây. Lăn qua một lớp bột. Ờ. Ôi ôi. Anh ra đàn vào em ra cho. Cho vào đấy. Đấy. Wow. Ngon chưa? Khắp bọt hẳn. Ôi xuôi, thích gì vào đây. Lẫn nhau dính. Đi em lăn rồi nhé. Ờ, lăn nó mình không củi ghê. Mình chả không củi. À, trông chuyên nghiệp hấp dẫn hết đấy mọi người, mặc dù không biết làm lần đầu tiên làm đấy. Tôi như hơi khô đấy. Thấy tôi của người ta dính lắm, trông nó như một cái đùi gà ngon nhỉ. Ai sao muối hình như chưa sôi anh ạ. Thôi đi. Rồi rồi. Cậu vẫn nuôi đủ thế. Ý. Nó chỉ được 3 quả mùn thôi. Chỉ cần thế thôi. Nó đưa con không đây. Nó tổng một chiếc thủ. Con này thì em tổng hả? Đấy. Đấy. Đây. Còn nhiều nào. Chắc. Còn ít nữa. Chắc thịt rồi. Ngon chưa? Thứ gì ai? Thứ đổi chắc chắn. Wow. Trên này có ngon hơn là mùi hoa. Không được gì đâu. Anh dưới dầu lên. Anh dưới dầu lên mà cứ câu đấy. Lấy cái mùi đâu? Rồi, để em dưới rồi. Nuôi một dưới đâu. Tí nó lật cho nó.
lấy dưới là được. Rồi. Rồi lắm ấy. Em chưa ăn bao giờ đâu. Chưa ăn bao giờ. Nốt lá củ kia vào đây. Được. Được. Nhanh. Nào. Không. Được. Được. Wow. Tôi chọc luôn. Tí chọc lên. Mình dính rồi. Ui, chín rồi anh ơi. Con này của mày chắc chắn là được rồi này. Quả này giống cái đùi gà không mọi người? Ngon chưa, ngon chưa. Giống đùi gà luôn. Ui, con giá mỡ đó. Giá mỡ đó. Còn giống cái đùi gà luôn này. Giống giá mỡ luôn. Như nào, giá mỡ đó. Ngấy lắm. Thế nó mới ngợi đi. Quả này có cái núm giống đùi gà lắm. Rồi. Cục này không nhỏ, quả nhỏ. Ủa thế này hai anh em trong mỗi thằng một cục là no luôn. Ủa chắc để dành cho người đi ra đồi chơi. Rồi. Ôi, cho tạm ba quả để lên ăn đã. Tất cả sản phẩm của anh em mình đây. Mình sẽ cui thử nhá. À, mình thích ăn cái nào? Cui thử cái gần nhất này. Trông những bánh. Ui, chộp 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 kìa. Lần đầu tiên mình làm không lối thoát này. Chắc giòn lắm ấy. Vô vô. Wow. Wow. Cả nhìn trông rất là ngon đấy nhưng mà không biết mùi vị nó sẽ như thế nào nhé. Ui giời. Wow, đấy. Bữa ăn ra. Đấy. Wow. Nào, mày ăn đùi hay ăn gì? Em ăn đùi. Nào, cắt cho mình đùi luôn. Yes! Mấy một mình cháy nữa chứ. Hả? Mấy một nữa ở ngoài ăn kèm. Đây. Đây. Wow. Cháy rất hấp dẫn. Mình ăn thử nha mọi người nha. Với tất cả mọi người nha. Wow. Ui, lần đầu tiên được ăn món chim cút không lối thoát. Chim không lối thoát. Wow. Chà. Mời tất cả mọi người ngọt nhá. Ngọt lắm mọi người ạ. Ngon. Thơm. Đấy, nó dẻo mà ngon lắm. Đây. Em lô em ý không dám sang gần các bạn. Đây, sang đây. Em cho mày ăn miếng. Một miếng ướt luôn này. Lô đây. Đấy. Đấy. Sợ. Ngại lên đi nhỉ. Đó, sang rồi này. Tí nữa để im đã. Sợ dám sang ăn. Ngon lắm. Hắn lườm dám sang ăn đấy. Ngon lắm anh nhỉ. Ăn cái đồ trứng ớt đây rồi. Cũng ngon. Nhưng mà mình thấy các cháu bình thường. Hay mình không biết làm. Thì anh em mình không biết làm đấy. Nhưng mà ngon mà. Đó thì mình cháy nào. Ăn miếng miếng xôi. Ăn này xương, có lâu. Khác cái xôi rán đâu. Nhưng mà nhìn thấy cái món gà không lối thoát của người ta thấy hấp dẫn. Hay là mình mai mình làm gà không lối thoát nhỉ? Đấy. Đây. Thế thử con này thì sẽ biết ngay là nó khác biệt ở đâu nhá. Chà, không ngon lắm. Cũng ngon đấy nhưng mà không bằng xào xả ớt mọi người ạ. Nếu mà cút xào xả ớt ngon hơn này thật luôn. Thôi luôn rồi ăn được sao? Cút nấu chảo ngon nhất. Ngon chưa, ngon chưa? Không ngon thì hơi ví. Anh em mình hay đi soi cút đồng ở những cái ruộng cỏ mò về những cái dề dề ngon này mà.
dê dê ruộng ấy, trong tối băm cháo rất là ngon, hoặc xào xào ớt rất là ngon. Món không lối thoát này thì ăn cũng ngon, cũng ngọt, nhưng mà mình cảm giác nó như nào, nó không ngon bằng hay là như nào nha. Một kiểu khác này nha, bắt về nha. À, đâu đấy? Băm cả xương, băm tất ra, xong bắt đầu rang thơm đi, bắt đầu cho vào cháo ăn xuống kinh điển, ngon kinh điển. Con nô ăn một tiếng tử tế nhá. Đây, ăn đi. Tối không về là bị thịt đấy. Đây, cả xương. Nào, mới cắt quả, như quả đùi gà này ra. Để em khui ra. Em khui xuống ngon hơn anh khui. Nào, khui đi. Ơi, quên. Mải quá, quên cả uống bia uống nước. Cũng ngon đấy. Được đấy. Đấy. Đồ ăn xôi không? Đấy. Hôm nay lô hơi buồn mọi người. Lô bị ô tô đâm. Wow. À, lô này lại. Không lối thoát. Ui, nước. Nước đâu? Ngấy toàn mỡ sao ấy. Mỡ nó lọt vào sao ấy. Đó, em kiểm nghiệm mà. Biết thế lúc nãy mình không hấp nữa mà mình cho thẳng vào mình cho thẳng vào mình chiên với xôi luôn. Hấp qua hình như là nó sẽ mất ngọt rồi. Lô nhỉ? Ngon không? Ngon không? Không thấy nói gì, chắc là ngon. Đây ông cụ nội, đây. Cụ ăn đi. Chắc là ngon. Ấy, ta thử con này nào. Ngon. Thôi mày ăn một con đi, tao làm một con tử tế đàng hoàng. Ngon luôn đấy. Con nào to nhất? Cái nào to nhất? Chơi cả con này mọi người ạ. Chơi quả này. À, quên. Ăn sôi ngon. Quên ngon ngủ coca. À. Dâu. Ây ủi bằng ấy. Dâu. Quá đã. Những buổi chiều ra đồng cực kỳ mát. Ui bằng thế. Đấy, như mình khui một phát này. Ui. Đây, đồng ở đây. Đây. Wow. Ấy, đây là con nguyên lúc đầu, con đầu tiên mình làm đấy nhá. Con này chắc ngon. Nào. Làm cả con luôn. À, anh ơi. Em biết phương pháp rồi. Đánh ý con này nhá. Anh phải tưới dầu cho nó vàng. Cho ăn ngon hơn. Hả? Ừ. Mà ăn cái không lối thoát này ngon. Ăn cái xôi này. Cũng ngon mà. Mọi người biết phân biệt là chim cút nuôi với chim cút đồng không? Chim cút đây là chim cút đồi. Chim nói chung là như kiểu là chim hoang dã nó săn ấy, thì cái thịt nó rất là săn nhá. Đây, cắt một phát là biết ngay. Đấy. Đấy. Đấy, nó nạc đến gọi là kinh điển luôn. Mấy bạn nó không to đại tướng như cái con kia nhỉ? Con chim cút nuôi nó to, nó kiểu nó như thế nào? Mình muốn từ kém. Không biết tả. Đại khái là con chim cút nó ngon hơn. Món cháy này cũng ngon. Cậu hóa ăn cùng nhớ ạ. Mát. Mà hôm nay dần lũ áp. Ở đây nước nó còn rút rồi đấy. Anh em mình mới ra được đấy. Hôm trước nó nước lên tận đây. Tràn qua đây luôn. Ngốc luôn thế này. Hôm sau mùa lũ sau. Không phải mùa lũ sau mà. Cũng chỉ dăm bữa nửa tháng nữa thôi. Nó lại một đợt lũ mạnh nữa. Anh em mình sẽ cho mọi người ra đổi gọi là
sinh tồn ở đấy luôn, làm lều ở đấy. Làm lều luôn á? Ở luôn qua đêm á. Người ta kéo vó rồi rất là nhiều. Ở làng mình hầu hết là tất cả mọi người đều đi ra đấy bắt cá và kéo vó cho mọi người xem cái khoảnh khắc đấy. Quê tôi mùa nước lũ. Mặc dù là cao đấy, mùa nước lũ là lũ nó chỉ tràn qua 1-2 ngày thôi. Mà nó anh nó anh ơi, ăn cái xôi này nó no nóng ruột mọi người ạ. À, cho ăn lô xương. Ngon quá, nhai mỏi hết cả răng. Nhai như kiểu nhai cháy mỏi răng lắm mọi người ạ. À, nếu mọi người muốn thử thì cũng nên thử một lần ăn cái này xem sao. Còn không mình khuyên là nên mang xào xả ớt hoặc là băm băm nhỏ nhá. Băm nhỏ xào qua xong rồi nấu cháo đổ vào. Đấy. Hết rồi. Cháo xào qua rang qua với hành khô ấy. Đấy, thì ăn hết giờ. Còn là làm món như thế này cũng ngon. Nhưng mà không ngon bằng. Đấy. Ngon nhất là cứ phải là một cháo cơ mà nhỉ. Ngọt kinh điển. Ngọt. Không thể ăn hết, anh em mình chỉ đả được có gọi là một phần đâu. Cái này để tối anh em mình đi đánh cá, xách đi chén tiếp. Ra ngoài đồi á, mình nói thật nhá. Cái lúc đó nhá, có một miếng xôi này cũng được. Nó gọi là đỉnh đỉnh cao rồi. Anh mà còn chơi này anh lủng luôn. Đỉnh đỉnh cao rồi. Thôi, clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây. Bye bye tất cả các bạn nhé. Nếu thấy clip của anh em mình hay, nhớ để lại cho anh em mình một like, một share, một comment và một đăng ký kênh ở chung bên cạnh nha. Xin chào tất cả mọi người. Bye bye.